Hơn 20 tấn pháo hoa đã được chuẩn bị cho thời khắc chào đón năm mới tại thành phố Rio de Janeiro của Brazil. Dự kiến là sẽ có khoảng 2 triệu người sẽ đổ về thành phố du lịch nổi tiếng này của Brazil trong đêm 31 tháng 12. 24 tấn pháo hoa đã được cơ quan chức năng thành phố Rio de Janeiro, Brazil kiểm tra kỹ lưỡng. Lượng pháo hoa này dự kiến sẽ thắp sáng bầu trời thành phố trong vòng 16 phút vào thời khắc đón chào năm mới đêm ngày 31 tháng 12. Bãi biển Copacabana sẽ là trung tâm của lễ hội đón chào năm mới với ước tính có khoảng 2 triệu người tham gia. Vấn đề quan trọng nhất của lễ hội chính là đảm bảo an toàn cho toàn bộ show diễn. Bãi biển Copacabana của chúng tôi có đầy đủ điều kiện cho lễ hội chào đón năm mới và chúng tôi muốn cho cả thế giới thấy được một bữa tiệc pháo hoa hoành tráng vào dịp đặc biệt này. Lễ hội mừng năm mới vào đêm giao thừa chính là một trong những biểu tượng du lịch nổi tiếng nhất của Rio de Janeiro. Hàng năm có hàng triệu du khách và cả người dân địa phương đến đây để ăn mừng và trao nhau những lời chúc tốt đẹp nhất trong giây phút đầu tiên của năm mới.